안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Lâu lâu rồi thì hôm nay chúng ta mới lại cùng nhau tiếp tục với series giáp câu trong tiếng Hàn. Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nói mất, tức là mất bao nhiêu thời gian cho một cái công việc nào đó. Các bạn sẽ có những cái câu nói kiểu như là gì nhỉ? Tôi mất 2 năm cho việc sửa nhà, hoặc là tôi mất 4 năm cho việc chuẩn bị kết hôn, hoặc là từ nhà đi đến trường tôi mất 1 tiếng rưỡi, vân vân. Tức là các bạn sẽ có cái khoảng thời gian, mất bao nhiêu thời gian cho một cái việc nào đó. Thì trong tiếng Hàn nó sẽ tương đương với cấu trúc đó là thùng xả, động từ, mình ký hiệu là chữ V, gắn với nần tế, gắn với danh từ chỉ thời gian, danh từ mình ký hiệu là chữ N. Và đằng sau danh từ đó có thể là gắn với cái tiểu từ y hoặc là ka, có ly tả, mang nghĩa là mất bao nhiêu thời gian cho việc gì đó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái cấu trúc này trước khi đi vào lắp ráp những cái câu hoàn chỉnh nhé. Cấu trúc này thì diễn tả việc tốn, tiêu tốn hoặc là mất bao nhiêu thời gian cho việc thực hiện một cái hành động nào đó. Và các bạn sẽ có đằng trước của nần tề, các bạn sẽ viết cách ra nhé, không viết liền. Đằng trước của nó sẽ là động từ bỏ tà đi, và theo sau của nó sẽ là một danh từ, miêu xả. Danh từ này là cái danh từ dùng để nói về thời gian, và gắn với có ly tả. Trong đó thì cụ thể các bạn sẽ có cái từ thể, nó mang nghĩa là việc hoặc là điều hoặc là tình huống, trường hợp. Còn cái từ có ly tả nó mang nghĩa là mất hoặc là tốn. Tức là các bạn sẽ có động từ gắn với nên thể, có nghĩa là cái cụm này các bạn hiểu là gì nhỉ? Cái việc gì đó, cụ thể là cái việc ăn uống thì ví dụ là han shigan có ly tả, mất 1 tiếng. Như vậy, lưu ý cái cấu trúc này dùng để diễn tả việc tốn bao nhiêu thời gian cho cái việc thực hiện một hành động cụ thể nào đó. Ví dụ, và khi dịch ra thì các bạn có thể dịch là mất gì gì đó vào việc hoặc là mất cho việc. Ví dụ nhá, các bạn sẽ có một câu là gì nhỉ? Hồ Chí Minh까지 가는데 비행기로 두 시간이 걸립니다. Có nghĩa là từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì mất 2 tiếng đi bằng máy bay. Và chúng ta sẽ có một cái hội thoại như sau. Hà Nội에서 Hồ Chí Minh까지 가는데 얼마나 걸립니까? Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Trả lời: Hà Nội에서 Hồ Chí Minh까지 가는데 비행기로 두 시간이 걸립니다. Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh mất 2 tiếng đi bằng máy bay. Tức là tôi mất 2 tiếng cho việc đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay. Các bạn sẽ có ở đây, cái cấu trúc này các bạn có thể dùng để hỏi. Khi hỏi thì các bạn sẽ hỏi với cái từ để hỏi về thời gian là 얼마나. 얼마나 걸립니까? Có nghĩa là mất bao lâu. Cụ thể, mất bao lâu cho cái hành động mà đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ có Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ở đây sẽ có eso diễn tả địa điểm cố định, và một cái địa điểm đến thì các bạn sẽ có từ kaji. Eso kaji có nghĩa là từ đâu đến đâu đó. Kata mang nghĩa là đến. Các bạn sẽ có tu shigan có nghĩa là 2 tiếng, 2 giờ. Và khi mà các bạn nói là mất bao nhiêu gì đó, bao nhiêu lâu cho cái việc gì đó, các bạn sẽ có nende gắn với kolida. Ở đây các bạn sẽ có kada, bỏ ta gắn nende, và bihengiro du shigani. Ở đây các bạn sẽ có du shigani kolimnida. Hanoi에서 Ho Chi Minh까지 가는데 얼마나 걸립니까? Hanoi에서 Ho Chi Minh까지 가는데 비행기로 두 시간이 걸립니다. Tiếp theo, 집 사는데 2년쯤 걸렸어요. 집 사는데 2년쯤 걸렸어요. Tôi đã mất khoảng 2 năm cho việc mua nhà. Các bạn sẽ có ở đây. 집 사다 có nghĩa là mua nhà. Còn 2년, các bạn sẽ có 2년 có nghĩa là 2 năm. Còn 2년쯤, cũng mang nghĩa là chừng hoặc là khoảng, khoảng 2 năm. 걸렸어요, đã mất. Thế thì các bạn sẽ có ở đây. Động từ 집 사다, bỏ tà đi gắn 는데, và theo sau của nó sẽ là một khoảng thời gian. Thời gian đây là gì nhỉ? Khoảng 2 năm. Và sẽ bạn có 걸렸어요, 걸렸습니다.
집 사는데 2년쯤 걸렸어요. 네, 다음 토픽 시험을 공부하는데 4년쯤 걸렸습니다. 토픽 시험을 공부하는데 4년쯤 걸렸습니다. Tôi đã tốn hoặc là tôi đã mất khoảng 4 năm ôn thi topic. Các bạn sẽ có topic siom, có nghĩa là cái việc ôn thi. Còn siom ấy cũng bu ha ta, động từ mà nghĩa là ôn thi. Topic, topic siom là việc ôn thi topic. Thế thì 4년쯤, khoảng 4 năm, chừng 4 năm. Cho cái việc học thì bạn sẽ có là 공부하다 là động từ của nó, bạn bỏ tà gắn nên để và theo sau là khoảng thời gian là 4년쯤 và 걸렸습니다. Topic 시험을 공부하는데 4년쯤 걸렸습니다. Tôi đã tốn hoặc là tôi đã mất khoảng 4 năm cho việc ôn thi topic. Tiếp theo, 국제공항까지 가는데 2시간 걸립니다. 국제공항까지 가는데 2시간 걸립니다. Tốn 2 tiếng cho việc đi đến sân bay quốc tế hoặc là mất 2 tiếng cho việc đi đến sân bay quốc tế hoặc là đi đến sân bay quốc tế thì mất 2 tiếng. Các bạn dịch thế nào cũng được. Quốc tế công hàng có nghĩa là sân bay quốc tế. Kaji mà nghĩa là đến. Quốc tế công hàng kaji đến sân bay quốc tế. Kha động từ đây là kha ta. Còn có từ kaji ở đây hiểu là cái khoảng cách. Và các bạn sẽ có 2시간 2 tiếng, mất 2 tiếng cho việc đi đến sân bay quốc tế. Các bạn sẽ có 가다, 보다, 갔는데 và theo sau của nó là thời gian 2시간 và 걸립니다. 국제공항까지 가는데 2시간 걸립니다. Tiếp theo, 고기 삶는데 얼마나 걸려요? 고기 삶는데 얼마나 걸려요? có nghĩa là luộc thịt thì mất bao lâu hoặc là mất bao lâu cho việc luộc thịt. Các bạn có 고기 có nghĩa là thịt, còn 고기 삶다 có nghĩa là gì nhỉ? Luộc, luộc thịt, động từ 삶다 là luộc. Thế thì mất bao lâu cho một cái việc nào đó? Thì các bạn sẽ có ở đây từ dùng để hỏi về thời gian là 얼마나. 얼마나 걸려요? Mất bao lâu thời gian? 고기 삶는데 얼마나 걸려요? Luộc thịt thì mất bao lâu? Ở đây các bạn có thể thay thế 얼마나 bằng một cái số từ cụ thể, ví dụ là gì nhỉ? Luộc thịt mất 20 phút chẳng hạn, thì các bạn sẽ nói là 고기 삶는데 20분 걸려요. Luộc thịt mất 20 phút hoặc là mất 20 phút cho việc luộc thịt. Tiếp theo, 졸업하는데 4년 걸렸어요. 졸업하는데 4년 걸렸어요. Tôi mất 4 năm để tốt nghiệp hoặc là tôi mất 4 năm cho việc tốt nghiệp hoặc là hoặc là các bạn thường nói gì nhỉ? Tốt nghiệp thì mất 4 năm. Các bạn có 졸업하다 là tốt nghiệp. 4 có nghĩa là 4, 4년 có nghĩa là 4 năm. 걸렸어요. Đã mất 4 năm. Ví dụ thông thường có thể nói là gì nhỉ? Thông thường chỉ là 3 năm đã được tốt nghiệp rồi. Nhưng ở đây thì mất 4 năm mới tốt nghiệp được. Thì các bạn có thể nói là 졸업하는데 4년 걸렸어요. Tôi mất 4 năm để tốt nghiệp hoặc là tôi mất 4 năm cho việc tốt nghiệp. Tiếp theo các bạn có 우리 집에서 회사까지 가는데 1시간 30분 걸려요. 우리 집에서 회사까지 가는데 1시간 30분 걸려요. Từ nhà đến công ty, các bạn sẽ có từ nhà đến công đi từ nhà đến công ty mất 1 tiếng 30 phút, các bạn sẽ có động từ là 가다, có nghĩa là đi. Còn 집 có nghĩa là nhà, 회사 là công ty. Từ nhà đến công ty các bạn có 에서 và 까지. 집에서 회사까지 có nghĩa là từ nhà đến công ty. 1시간 30분 có nghĩa là 1 tiếng 30 phút. Thế thì mất 1 tiếng 30 phút cho việc đi từ nhà đến công ty.
thì các bạn xác định được động từ là khá tá, bỏ tà gắn nên để, và có khoảng thời gian cụ thể đứng đằng trước khó leo yếu. 우리 집에서 회사까지 가는데 1시간 30분 걸려요. Tiếp theo, 거기까지 가는데 얼마나 걸릴까요? 거기까지 가는데 얼마나 걸릴까요? Có nghĩa là đi đến đó thì mất bao lâu, hoặc là mất bao lâu thời gian cho việc đi đến đó. Các bạn có 거기까지 có nghĩa là đến đó, còn 얼마나 từ để hỏi, 가다 bỏ ta gắn để 거기까지 가는데 얼마나 걸릴까요? Đi đến đó thì mất bao lâu nhỉ? Cái đuôi 걸릴까요 dùng để hỏi ý kiến. Các bạn dùng khi các bạn muốn hỏi, muốn tham khảo, muốn nghe ý kiến từ cái người mà các bạn muốn hỏi. Các bạn không biết thì bạn hỏi là không biết đi đến đó thì mất bao lâu nhỉ? 거기까지 가는데 얼마나 걸릴까요? Thì các bạn có 거기까지 có nghĩa là đến đó, 가다 mà nghĩa là đi. Các bạn sẽ bỏ tà gắn 는데. Các bạn chú ý nhé, khi mà các bạn viết thì 는 và 데 nó cách, có khoảng cách, và khi phát âm cũng thế thì có khoảng cách một chút, nó không phát âm liền. 거기까지 가는데 얼마나 걸릴까요? Nữa là 숙제하는데 한 시간 걸려요. 숙제하는데 한 시간 걸려요. Để làm bài tập mất một tiếng, hoặc là mất một tiếng cho việc làm bài tập. 숙제하다 có nghĩa là làm bài tập về nhà. Thế thì mất một tiếng cho việc làm việc, cho việc làm bài, thì bạn sẽ có 숙제하다, bỏ tà đi, và gắn 는데, và theo sau của nó là một cái khoảng thời gian cụ thể, và gắn với 걸려요. 숙제하는데 한 시간 걸려요. 한 시간 có nghĩa là một tiếng hoặc là một giờ. Một ví dụ nữa, 세팅하는 세팅하는데만 네 시간 걸려요. 세팅하는데만 네 시간 걸려요. Một câu dài sẽ là gì ạ? 내가 유튜브 할 때 이렇게 세팅하는데만. Các bạn sẽ có là gì nhỉ? 네 시간 걸려요 có nghĩa là gì nhỉ? Khi mình làm YouTube ý, thì mỗi setting như thế này thì mình cũng mất 4 tiếng rồi. Các bạn sẽ có ở đây là gì nhỉ? Setting hata, một từ tiếng Anh mà nghĩa là gì nhỉ? Chỉnh sửa, bố trí, sắp xếp. Tức là cái việc mà để tạo ra một cái video ấy, thì cái việc chỉnh sửa, bố trí, sắp xếp mọi thứ ấy, thì cũng mất là gì nhỉ? 4 tiếng rồi thì các bạn sẽ có 네 시간. Ở đây các bạn sửa cho mình là 네 시간 걸려요, mất 4 tiếng. Và đây các bạn sẽ có 이렇게 là như thế này, setting hata. Setting hata là chỉnh sửa này, bố trí, sắp xếp này. 이렇게 setting hata có nghĩa là gì nhỉ? Sắp xếp như thế này. Cái từ man mang nghĩa là chỉ, tức là gì nhỉ? Các bạn sẽ có ở đây 이렇게 setting 하는데만. Cái từ man đứng sau 는데 mang nghĩa là gì nhỉ? Chỉ mỗi cái việc, chỉ cái việc mà setting như thế này thôi cũng 네 시간 4 tiếng 걸려요, mất. Tức là gì nhỉ? Chỉ mỗi cái việc mà setting như thế này thôi cũng mất tận 4 tiếng. YouTuber 하다, các bạn sẽ có YouTuber 하다 có nghĩa là làm YouTube ấy. YouTuber 할 때 có nghĩa là khi mà làm YouTube ấy, thì 이렇게 setting 하는데만 4 시간 걸려요. Khi mình làm YouTube thì mỗi setting như thế này thôi cũng mất 4 tiếng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái phần 연습 luyện tập. Thế thì các bạn hãy chuyển sang tiếng Hàn, vận dụng cấu trúc vừa học. Các bạn chuyển các câu sau nhé. Thứ nhất, đi đến đó mất bao lâu? Thứ hai, xây dựng cây cầu này mất 5 năm. Câu thứ ba, mất tận 50 phút để ăn cơm. Câu thứ tư, mua Coca-Cola mất 1 tiếng. Hoặc là gì nhỉ? Mất 1 tiếng cho việc mua Coca-Cola. Và câu thứ năm, mất 30 phút để chọn cái này. Các bạn có thể dừng video ở đây bởi vì phần đáp án nó có ngay ở sau cái slide này. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta sẽ chuyển các câu sau sang tiếng Hàn như thế nào.
Sau đó thì các bạn tham khảo với phần đáp án có ngay sau đây nhé. Câu thứ nhất, đi đến đó mất bao lâu? 거기까지 가는데 얼마나 걸릴까요? Câu thứ hai, xây dựng cây cầu này mất 5 năm. 이 다리를 건설하는데 5년 걸렸다. 3번, thứ ba là mất tận 50 phút để ăn cơm. Thì trong câu này có cái từ tận. Thì các bạn sẽ có như sau. 밥 먹는데 50분이나 걸렸다. Cái từ tận dùng để nhấn mạnh hơn cái sự mất thời gian thì các bạn sẽ có cái từ 이나 gắn sau của 분 có nghĩa là phút. 50분이나 nghĩa là những 50 phút hoặc là tận 50 phút. Câu thứ tư, mua Coca-Cola mất 1 tiếng. 콜라 사는데 한 시간이 걸려. Và câu thứ 5, mất 30 phút để chọn cái này. 이거 고르는데 30분 걸렸어요. Các bạn chú ý, trong câu chúng ta có thể sử dụng với y hoặc là ka. Cái tiểu từ y hoặc là ka đứng sau của danh từ chỉ thời gian. Hoặc các bạn lược bỏ đi khi nói cũng không ảnh hưởng gì cả. Ví dụ đây các bạn có thể nói là gì nhỉ? 콜라 사는데 한 시간이 걸려. Hoặc 콜라 사는데 한 시간 걸려. Có thể vứt cái tiểu từ y này đi cũng được, không sao cả. Đó, mình vừa hướng dẫn, chia sẻ đến các bạn cách ráp câu của bài ngày hôm nay. Cách nói mất bao nhiêu thời gian cho một cái việc nào đó. Đây cũng là một cấu trúc rất phổ biến thông dụng. Hy vọng rằng sau khi xem video này, các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc sử dụng cấu trúc này. Và ngoài những cái ví dụ mà mình cung cấp, các bạn hãy tự lấy thêm, đặt câu thêm nhiều những câu khác nữa để chúng ta sử dụng thành thạo hơn cái cấu trúc này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên nhấn like, nhấn share video để ủng hộ mình phát triển kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn. 여러분 또 만나요.